đau quá à? Đau quá, đau trên lưng này xuống cái mông này. Hôm đầu tiên đến lớp là nằm ngay rồi. Đi rong rén vậy đó hả? Bữa nay là học ngày thứ gì nè? Ngày thứ tư rồi phải không? Ngày thứ ba. Rồi tên gì? Nguyễn Thị gì? Trinh. Nó lớn lên. Nguyễn Thị Trinh ạ. Rồi ở đâu? Ở Gia Lai. Ở Gia Lai vô đây đó. Rồi vậy là thuê nhà đây luôn. Rồi bệnh sao nói đi. Đủ duyên này hả? Rồi bị bao lâu rồi? Em bị thì hồi xưa lâu lắm rồi, mười mấy năm là bị có gai, thoái hóa một đốt sống lưng. Sau đó em chữa thì thấy nó bớt. Sau mười mấy năm thì vừa rồi là thấy trước đó thì nó thấy đau đau thôi, nhưng mà cứ mãi làm việc không đi làm, không tiến. Rồi Gia Lai làm gì? Đồng cà phê. Dạ, giáo viên. Giáo viên. Dạ. Giáo viên. À, tưởng đồng cà phê nặng nề với giáo viên đâu có gì đâu. Xích gây quýnh đồng trò thôi. Thôi đi thử đi. Tội nghiệp. Cô giáo. Rồi. Cô giáo đi đi. À, là phải, cái tay phải chống gì nó mới dễ chịu đúng không? Dạ. À đó. Đúng rồi. À, cứ đi rón rén vậy nè. Rồi quay qua đây. Đó, cứ đi đó rồi. Quay qua đây. Đó, rồi. Quay là chậm vậy đó hả? Ô, nó đau gì hay sao? Ôi trời ơi. Này giống như mấy tiểu thơ mà ở thời Mãn Thanh. Đi bị sửa tướng từ từ đau hay sao? Rồi đau cái mông. Bây giờ cái tư thế ngồi xuống đứng dậy được không? Dạ được. Cúi, chỉ cúi. Cái khó nhất, đi cái xích ở đây nè. Cái xích ở đây nè đó. Đừng cúi xuống. Nội cái tướng này không xong rồi. À rồi, thôi được rồi. Chỉ có cái là đi là đau đớn vậy đó. Ngồi lâu đứng lâu. À rồi ok. Đứng lên ngồi xuống thôi. Đứng lên ngồi xuống chắc được rồi, cô này chắc không có gì. Cũng đau. Đau. Đó. Chết rồi. Chết rồi. Ê da da, cho thầy ngửi đi. Rồi, nằm ngửi đi. Rồi, tốt lắm. À, rồi sao mà biết tới đây? Ai coi lên mạng? À, rồi nó nói với mẹ hả? Nó đi suối mẹ đi hả? À, rồi có thấy mũ bội tâm tinh chưa? Không có biết, thì bây giờ mới biết mùi. Ủa, bà đeo cây này sao rồi? Rồi ở nhà có mấy đứa con? Hai đứa, đứa lớn mấy tuổi? Ôi mẹ ơi! Nó còn lớn nè! Wow! 33 tuổi! Đợi đứa con nhỏ! Ba mốt. Rồi quay ngược lại. Bây giờ ngược lại.
giờ nghe sao? Nó nhẹ. Bây giờ có thể tự tin là đi mạnh dạn đó là năm. Có nghĩ gì không? Chắc là được phải không? Mọi người biết đó là trong cái bệnh tật á, mà khi người bệnh á tự tin rằng là mình đi được. Tại vì mình tin là ông thầy đó ông không có hành hạ gì mình lắm. Thấy không? Mà mình đi đứng ngon lành thì tự nhiên mình đi được. Đúng không? Bây giờ xuống đi cho mọi người sợ nha. Đấy. Rồi. Đứng lên là nó khác rồi phải không? Đấy. Rồi, đi nhanh lên đi. Rồi, đi mạnh lên. Đó, rồi, rồi. Sao kỳ nha. Nhưng mà không phải đâu, chưa đâu. Bây giờ này chạy lại cho cô kia cũng sợ. Tại vì trước giờ mình đau vậy mà. Bây giờ mình chạy. Ok, up, yeah. Được tới đâu em nó thẳng cho nó mềm cái lưng chưa xuống em bây giờ ngồi xuống đứng dậy cho mấy người nó sợ em đứng dậy đó em rẽ lên thôi cảm ơn rồi, vậy là yên rồi em rồi xin mời. Hốt đi anh em chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0326 811258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858 800 2299 hoặc 0937 853 823, Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.